はい。มึงวัดอะไรฮะอุ้ยจะไก่ยิงจอกอยู่เดาLàm gì cũng có lúc này lúc kia chứ. Tôi giờ làm ăn hết ngon hết được rồi, cho nên là giờ trốn vợ đi lên núi đi kia đi theo người ta đi gặp bảy thằng lằn này. Chà, cái lỗ hồi nãy, cái lỗ này giờ xuống mới mệt rồi.Đây. Cầm giùm đi chứ. Khó mà xuống này. Này quay trước hay sao ạ? Đây trước. Không có cái kia. Cái kia đúng rồi.Ừ. Nói chung là cái gì cũng vậy, đi nó có đi bẫy ấy này kia có nó ham, còn đi mà không có thì thấy chán rồi.Rồi, vẫn luôn. Theo nha anh em. Khó đi quá. Bữa bên kia hổm đi câu thấy cũng khá. Có không?Trời ơi, à, đường con bự cũng được. Ôi da, ở chỗ bác nào mà có điều kiện săn được nhiều thú ý, em tiến em tới em quay phim nha. Ô, đây đường em bự ấy, ba con hả?Rồi được, qua bên kia được ba con. Bỏ luôn đây nè, ngồi đây đó. Ừ. Tao đi nó trật giò. Chết. Lên đây mà bị trật sơ mi hay gì đó. Đi không được là mẹ đời thú quắc luôn. Chà, được ba em. Bữa hổm chiên hơi bị cháy.Đây. Đấy. Ba chú. Có mồi nhậu rồi. Mắt đi này hấp dẫn chứ. Yeah. Lát còn lại kiếmBữa sau đi núi kiếm cái nón nó gọn gọn chứ cái nón này nè. Nó bự quá. Đi nó cứ dướng vô cây á.
rồi chung nó mất tiêu rồi. Chà, đẹp không anh em, tuyệt vời ha. Đấy. Ồ, ba em mập. Bự con nhỏ. Ở dưới đây còn sâu. Đấy. Ba con mập. Nhìn thì nó gớm gớm vậy thôi, nhưng mà khi chiên lên chấm nước mắm me thì thôi, hết sảy cháo bà bảy luôn. Đi lên đây thì rất nóng, rất mệt, nhưng mà đều ngồi ở gần những cái hang đá này, tỏ hơi ra mát lắm, nó như kiểu máy lạnh. Gì ạ? Ngon lắm hả? Đã. Anh em ơi, trời ơi. Vậy hả? Làm được 3 kg. Ô má ơi. Đã chưa? Sâu này là nhiều nhất từ nãy tới giờ. Vô mánh rồi. Con bự hơn phải không? Ừ. Thôi, lại bên kia đi. Đó thì sau kia đó xuống. Đó đây ha. Đó này, 20 cái rồi đó. À. 20 cái rồi dọn mỗi cái kia đó. Ừ. Mà không có bự bằng bữa mình đi câu nữa. Ồ. Làm lượng thùng nhiều nghe nó khoái khoái sao nha. Rồi biết rồi. Ở đây có cái cây gì mà nó bò cái thân, nó nhìn như thân gỗ, nhìn đẹp quá ta. Nghe bộ chắc. Đây nè anh em, cây này nè. Nó. Nghe cái bộ của nó chắc làm sao á. À. Dây rừng đã. Ờ, đã vậy, từ từ để lên quay phim cái đã. Ồ, có cái xô sót hồi nãy nhiều lắm anh em ơi. Đâu? Thấy nhưng mà đều mờ lắm. Vậy ha. Ồ, có lý. Ừ, đi chung ra đây mình đi quanh xuống luôn mà phải không? Ừ. Mới còn vậy, còn nó đặt rồi chứ có. Ừ. Mới sót rồi nè. Trời ơi, bự. Đâu điên nào điên đó xuống luôn phải không? Ừ. Trời ơi, anh em ơi. Nè. Đặt 20 cái xô. Mà chỉ được có 2 xô nhiều thôi. Trời ơi, anh em coi nè. Con bự. Thấy chưa? Kinh điển không? Con nào lấy chà bát lửa không? Đó. Ôi ôi. Ghê chưa? Đó. 2 cái rồi nè. 20 cái mà đi được 2 cái thôi. Nếu như mà 20 cái này mà cái nào cũng như vậy thì khoảng chừng là 2-3 ký thằng lằn. 2-3 ký thằng lằn thì cũng được một ngày đi lao động
ngon á. 2, 4, 6, 8, 10, 12, nói chung là 45 con. Cái nghề này thì nó cũng không vừa hay mà cũng phải hên nữa, chứ không phải là cứ hay lên là có nhiều ha. Bữa nay xui rồi. 4 xuồng là 1 tí.